Tình làng nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu. Tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn chân quý. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Alo, má hả? Con khỏe. Trời ơi, Việt Nam vui lắm nha. Dạ. Gặp cô hả? Dạ có. Tôi nè bồ. Ừ, bồ khỏe không? Tôi khỏe. Bồ khỏe hả? Ừ, trời ơi, tôi nói thiệt với bồ nghe, tôi thích con Suri quá chừng quá đất luôn vậy. Là sao? Không, bồ đừng nói, để tôi nói cho. Nè, bồ biết không, trời ơi, con Suri nghe nó cười ra cái miệng nó tươi, dễ sợ tươi vậy đó. Trời ơi, tôi bảo đảm là thằng Quy Hoàng thế nào cũng mê nó lắm. Ừ, vậy sao? Bây giờ chuyện giữa con Suri với lại thằng Quy Hoàng giờ bồ tính làm sao? Hả? Ừ, rồi, ok. Vậy là mình coi ngày làm tháng tốt là mình cho tụi nó tới luôn nha. Ok, ok. Má, má. Có gì vậy má? Tôi đang nói chuyện với người lớn. Quy Hoàng nó má. Nó vô nó hỏi. Mà tôi nói tôi đang nói chuyện với bồ. Bồ nói tiếp đi bồ sao? Để bồ coi ngày hả? Để nghĩ là coi ngày xong ngày hả? Im. Bồ đợi tôi xíu nha. Hai đứa ngồi nói chuyện đi. Để tôi vô nói chuyện với lại mẹ Suri nha con nha. Má, má, má. Chuyện gì vậy má? Đợi nè tôi vô nè bồ mà nói tiếp đi bồ. Nè Suri. Ừ? Khai đi. Ừ? Em nói gì với má anh mà má anh với má em bàn ngày là tháng tốt? Nói cho anh biết. Anh với em chưa có gì nha. Hoàng gặp ba nói gì vậy? Nè, anh Hoàng á đã chịu trách nhiệm Suri rồi. Giờ lật lọng hả? Ờ, gì vậy? Nè, em biết má cho coi nè. Cô ơi! Nè, nè. Mé đi. Anh cấm túc em luôn, không chở em đi chơi luôn. Không được. Mé, mé. Không được, không được. Hoàng gặp ba phải chở đi Suri chơi mỗi ngày. Muốn đi chơi đúng không? Ừ. Dạ khai đi. Ngày nào? Tháng nào? Năm nào? Suri không biết mà. Khỏi chở đi chơi. Thiệt, Suri thề á. Suri không biết gì hết trơn á. Thề hả? Thề. Thề sao thề anh nghe coi. Thề gì? Thề đi. Thề gì vậy? Thề, thề. Thề cái gì? Chị đợi tôi, bồ đợi tôi xíu bồ. Để tôi nói chuyện nó ra. Đi, qua đi, qua đi. Cái gì thề thốt cái gì ở đây? Hả? Biết qua đây rồi. Chị xó cái gì? Sao không hiếp con hả? Chị cứ giữ máy ha. Chị giữ máy đi, đợi tôi nói chuyện với tụi nó rồi tìm tôi nói chuyện chị tiếp. Cái gì con? Con có sao không? Không có gì phải không? Nè, vậy giờ sao chị mới cứ quyết định đi nha. Để tôi về tôi bàn với lại ba nó. Rồi ok, được. Sao chị nói sao? Một tháng nữa hả? Một tháng nữa? À, một tháng? Sao? Lâu quá hả? Một tuần hả? Ờ, tụi nó nói một tuần chị. Má! Hả? Má quên đây lắm. Anh Hoàng! Anh Hoàng! Ôi trời, em đi chơi mà anh Hoàng gặp ba. Kệ nó, chị hai đứa nó giận chạy rồi. Tôi chị nói gì vậy? Gì vậy trời? Cúp máy đi, ổng về tôi bàn, có gì tôi gọi chị sau nha. Gì okay. Vậy làm gì mà hai đứa nó chạy như bão vậy? Công nhận hai mẹ con bà gặp nhau là cứ hờn giận vu vơ khổ. Hờn giận gì đâu trời ơi. Ông ơi, cái gì? Tôi báo ông tin vui, nhà mình sắp có tin vui rồi. Cái gì vậy? Cái gì? Bây giờ có chuyện gì thì nói chứ làm cái gì mà khóc lóc rồi quăng hết nguyên một đống khăn giấy lên bàn vậy? Ừ, hết rồi Nguyên ơi. Hết cái gì? Mọi chuyện hết rồi. Tại sao á? Mọi người ai cũng đẩy Hoàng cho con đường cùng vậy? Ai đẩy? Trời ơi, bây giờ hết rồi nè. Có chuyện gì thì bây giờ Hoàng nói Nguyên mới biết mà Nguyên cho lời khuyên được chứ. Chứ từ nãy tới giờ kêu ra ngồi khóc lóc rồi hả? Ỉ ôi như vậy là đâu biết vấn đề gì đâu mà giải quyết cho. An ủi, an ủi, trách móc người ta nữa. Bây giờ không nói đúng không? Không nói tôi đi về. Trời ơi, chứ thời gian đâu mà cứ ngồi đây nghe khóc lóc hoài. Giờ hết thì coi nè. Tháng nữa Hoàng ấy rồi. Ấy là gì? Trời ơi, ấy là cưới vợ đó. Cái gì? Cưới vợ? Ừ. Cưới vợ? Thì trời đất ơi, rồi tôi biết rồi, đừng có nói với tôi là cưới con nhỏ Suri đó nha. Trời ơi, người ta tên là Suri mà cứ kêu Suri hoài. Bây giờ tôi thích kêu nó là Suri á, được không? Suri, Suri, Suri. Thôi, rồi tại sao tự nhiên giờ đụng đụng kêu cưới là sao?
nhỏ nhỏ tiếng thôi, trong quán cà phê kìa. Thì có do người lớn chứ đâu phải do Hoàng đâu. Hoàng cũng nát óc suy nghĩ rồi, bây giờ suy nghĩ không được. Thôi đi, đừng có đổ thừa. Cũng do Hoàng hết luôn á. Hoàng với Nguyên á đã hẹn hò với nhau rồi. Tự nhiên còn đi tán tỉnh với con nhỏ Sari đó làm chi nữa. Bây giờ hai cái chuyện vậy là tại ai? Là khổ ai? Khổ Nguyên nè. Sao tự nhiên đổ hết lỗi cho Hoàng vậy? Bây giờ thì sao? Bây giờ là cái chuyện lỗi như vậy là đúng không? Ok, chia tay luôn. Ê, nè. Cái gì vậy? Đi đâu vậy? Tôi không... Gì? Bỏ tay lại luôn nè. Đau. Đau không? Sao? Trong những lúc này không được bỏ Hoàng. Tự nhiên lúc người ta cần mình đòi bỏ người ta rồi chia tay à. Chứ giờ cái chuyện lỡ vậy rồi thì hai đứa phải cùng nhau giải quyết chứ sao? Giải quyết bằng cách nào bây giờ? Hoàng có cách rồi. Hoàng có cách rồi nè. Nhưng mà cách này hơi mạo hiểm chút nha. Một là cuộc sống của mình nở bông. Hai là cuộc sống về con số 0. Là sao ba? Má. Ừ má. Hơi nữa đẹp quá má. Trời ơi. Chắc nào giờ tôi xấu lắm hả? Xin lỗi nha. Coi đây nè, chiều nay nè, nhìn nhan sắc của tôi nè, mưa ngập đường luôn. Má nói kỳ vậy. Lúc mới con không khen thì má trách. Sao ra ngoài khen người này khen người kia mà không khen má mình. Lúc con khen nói mỉa nó móc con, mưa ngập đường. Thằng này xin nhiều chuyện, mày ở đây rồi Suri đâu? Đây, Suri đây. Ừ? Ai chưa con đó? Đó hả? Ủa đâu đây? Dạ, à, gì? Không có đi học hả? Không phải, tại con thấy chị Thảo Nguyên đứng lấp ló ngoài á, chắc là chị muốn nghe chuyện nhà mình nên con mời chị vô đây á. Vậy? Vậy tôi đâu có ý định muốn nghe gì đâu, tự nhiên đang đứng ngoài cái lôi sòng sọc vô à, có biết gì đâu chứ đâu muốn vô đây làm gì đâu. Thôi con đi về nha. Thôi lỡ rồi nghe luôn. Là nghe luôn hay gì? Ngày nay vẫn thấy đẹp ta. Wow. Áo này thấy đâu quen rồi à? Hình như ai mặc cái áo này nè. Chị Nguyên, áo đẹp quá vậy. Để bữa cho em bự bận chung nha. Không có, ý con nói là trời ơi, áo của người ta em mượn em mặc sao được. Thích thì mai mốt mình mua cái áo mới. Dạ. Trời ơi. Đúng không má, áo người khác mà tự mình mặc vô thì đúng không má? Anh làm cái ghê vậy, giỡn chút ai thèm được. Con có chuyện muốn thưa với má. Nói đi. Thưa má. Ừ. Cái chuyện mà má bàn với má Suri á, con nghĩ là không có hợp lý với con. Chuyện gì? Thì đó má thấy không, con còn trẻ, chưa ra trường, công ăn việc làm không có, cuộc sống không có ổn định, thì làm sao cưới vợ được. Với lại á, giờ con lớn rồi, con phải có tự quyền quyết định của mình. Cậu lớn quá ha, lớn dễ sợ luôn vậy đó. Cậu có lớn chút xíu nào hết trơn á. Lúc nào tôi thấy cậu cũng nhỏ bé hết trơn á. Mà đến nỗi bây giờ tôi nói cho cậu nghe nè, cái quyền quyết định là tôi. Cưới vợ cho cậu cũng là tôi, hiểu chưa? Má rồi, biết rồi. Thì ra cái chuyện bà nói với tôi là cái tin vui, tin mừng gì là cái vụ này đúng không? Vụ này là vụ gì? Bà về rồi. Sao? Bà nói với má giùm con, với lại bà giải quyết giùm con coi. Cái chuyện hôn nhân, chuyện hai người là phải xuất phát từ hai tình yêu với nhau đúng không ba? Còn đằng này á, Suri đâu phải là người có yêu đâu. Cái gì vậy? Trời đất. Mấy người làm cái gì mà trời, nói chung là không có hiểu cái gì rồi tự nhiên. Rồi thì ông đó, cũng không hiểu luôn đó. Thì nói ví dụ tin mừng, tin vui là tôi gì? Chưa nói ông mà. Ủa? Nghĩa là tin mừng là cái má của ông Suri đó rủ tôi đi Hàn Quốc. Vậy là rủ đi Hàn Quốc chứ không có đám cưới hả? Ai nói cưới? Tôi chưa mà. Tôi đâu có nói gì cưới hỏi đâu. Ủa? Tôi đâu có nói chuyện với ông vụ cưới hỏi đúng không? Ồ vậy hả? Ờ. Ai biết đâu. Bà ơi, đi tin vui là chỉ có đi Hàn Quốc thôi. Thì đi Hàn Quốc thôi, tại vì đi du lịch mà. Bà gặp bà kia hợp với tôi quá tôi vui, hiểu không? Định nói với ông là cái chuyện này. Mừng. Trời ơi. Như vậy là cuộc đời không phải là con số 0, mà cuộc đời sẽ nở bông. Dạ không, dạ không có gì hết. Dạ không có gì hết. Oan gia, trời là oan gia.